Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa 13 đến toàn thể cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được thông tin những nội dung cốt lõi của nghị quyết Trung ương 5, khóa 13, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.